À, rồi xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện Thoại Ngọc Sương. À, chiều hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2024 ha, thì bên Ngọc Sương cũng sẽ giới thiệu cho anh chị một số cái mã thanh lý tiếp theo nha anh chị. Thì em bán sẽ bán tới ngày 20 thì em sẽ nghỉ Tết ha. Qua Tết thì sẽ bán lại nha anh chị, cho nên là anh chị nào có nhu cầu thì mình cứ chốt chốt sớm cho em ha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em là 0879 182 796 nha anh chị, hoặc là anh chị cứ nhắn tin Zalo qua số điện thoại này cho em. Đó, địa chỉ bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Nếu mà khách ở gần địa chỉ này thì mình có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem máy test máy nha. Còn ở xa thì bên em sẽ ship post toàn quốc nha anh chị. Và thời điểm hiện tại bây giờ là hàng nó sẽ đi hơi lâu hơn mọi khi nha anh chị. Tầm khoảng 3 đến 5 ngày thì anh chị mới nhận hàng ha. Và khách mới mua hàng bên em ấy thì cọc trước cho em 50 ngàn nha anh chị. Đó, bắt đầu từ ngày hôm nay là sẽ cọc trước cho em 50 ngàn ha. Cái số tiền cọc này em sẽ trừ trực tiếp vào tiền hàng nha anh chị. Và đương nhiên là anh chị sẽ được kiểm tra hàng, test máy thoải mái trước khi thanh toán ha. Rồi hôm nay em cũng có vài mẫu như là Oppo, Realme, Samsung, Vivo. Giá thì tầm vài trăm cho đến dưới 4 triệu ha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là một con dòng máy Nokia này. Đây là Nokia 8.1 nha anh chị, bản màu đen này. Cái lưng của nó có hơi hơi nhăm nha anh chị, hơi nhăm nhẹ. Đó, kiểu gọi là xước lông mèo ha. Đó. Con này cái màn hình của nó là màn hình kiểu dáng màn hình giọt nước nha anh chị, 6.2 inch này. Đây. Màn có phản quang nha anh chị ơi, mình để cái giao diện màu đen thì mình sẽ không thấy phản quang gì hết ha, xài bình thường hết nha anh chị. Nhưng mà khi mình chuyển sang cái giao diện màn hình màu màu sáng á, thì mình sẽ thấy phản quang như thế này nè. Đó, anh chị thấy rõ không? Phản quang ở góc dưới như thế này nè nha anh chị. Đó, mình xài mình để cái chế độ giao diện màu đen đi thì không có thấy gì hết. Đó, con này em để là giá rẻ cho anh chị thôi ha. Giá 900 nha anh chị, mọi chức năng đều full ok hết nè. Xài hai sim hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. Và con này thì RAM 4 bộ nhớ là 64 GB ha. Đó, mọi ứng dụng đều ok hết nè. Game bọng gì ok nha anh chị, Free Fire, Liên Quân này nọ là ok hết ha, hỗ trợ sạc nhanh luôn. Giá chỉ có 900 ngàn thôi. Tặng cho anh chị một cái bộ sạc này, Nokia 8.1 giá 900 ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Samsung A10. Samsung A10 thì cũng giá 900 luôn nha anh chị. Con này bản 32 GB này. Đó, mua về xài làm máy phụ, nghe gọi lướt TikTok, Facebook. Đó, khá là ok nha. Galaxy A10. Phiên bản Android là 9 chấm này, bản 32 GB. Và con này dòng pin của nó là 3400 mAh nha anh chị ơi. Đó, xài hai sim hỗ trợ mạng 4G nha. Giá bán 900. Sạc ốp lưng và dáng cân lực đủ ạ. Rồi tiếp nữa một con 900 nữa nha. 900 nữa là dòng máy Oppo A3s bản màu đỏ nè. Máy đẹp keng nha anh chị ơi. Con này thì RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Đó, bản công ty, hàng chính hãng Việt Nam nha. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Con này pin của nó là 4230 mAh nè. Xài hai sim nha anh chị ơi, xài hai sim. Cam kết gì ok nha, giá bán là 900 ngàn. Cũng có sạc ốp lưng và dáng cân lực ạ. À. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Redmi 9A, con này 1 triệu nha anh chị. Redmi 9A bản 32 GB. Con này được cái là cái màn hình của nó lớn nha anh chị, màn hình tới 6.5 inch. Đó, màn hình 6.5 inch và pin thì trâu khỏe nha anh chị ơi, pin trâu. Pin 5000 mAh nè. Redmi 9A. Đây ha, Redmi 9A, RAM 2 bộ nhớ 32 GB, pin 5000, màn hình lớn, pin trâu này, giá bán 1 triệu chẳng thôi. Con này hôm trước em bán tới 1 triệu 2 luôn nha anh chị. Đó, hôm nay thanh lý còn có 1 triệu nè. Cũng tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dáng cân lực này. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Samsung A02. Samsung A02 em còn duy nhất bản một con màu đen nha anh chị, màu đen. Cái mặt lưng của nó là lưng nhám nha anh chị, lưng nhám nên cầm rất là chắc tay luôn ha. Màn hình lớn 6.5 inch. RAM 3 bộ nhớ 32 GB ạ. Oppo A02. Con này sản xuất đời 2020 này, RAM 3 bộ nhớ 32 GB, phiên bản Android 11 chấm. Pin 5000 mAh ha, con này đỡ là giá bán là 1.250.000 ạ. Samsung A02 nha anh chị, em thanh lý còn 1.250.000 ha, màu đen nha anh chị ơi. Có sạc ốp lưng và dáng cân lực này. Đó, hôm nay giá thanh lý rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là một con dòng máy Oppo A12.
Oppo A12 thì em có bản màu xanh dương này. Con này tầm khoảng 90-92% nha anh chị. Màn hình của nó là 6.2 inch. Màn hình LCD nha, 6.2 inch này. Oppo A12, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Pin thì 4230mAh ha. Giá bán là 1 triệu 2 luôn nè. Con này em thanh lý con 1 triệu 2 nha anh chị. Oppo A12 ha, giá chỉ có 1 triệu 2 thôi. Full chức năng nha anh chị. Sạc ốp lưng dán quân lực đầy đủ nè. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Huawei. Đây là Huawei Nova 3i, bản màu đen nha anh chị, màu đen. Con này màn hình 6.3 inch nha, màn hình 6.3. RAM thì RAM 4, bộ nhớ 128GB. Đó. Nó chạy chiếc Kirin là 710 nha anh chị, 710. Màn sáng đẹp nha, bản màu đen này, giá bán chỉ có 1 triệu 4 thôi ha. Huawei Nova 3i nha anh chị, bên em thanh lý còn 1 triệu 4 ạ. Rồi em sẽ test cái phần cam cho anh chị xem nè. Nói chung là cam bọng ok hết nha anh chị. Đó, cam bọng ok hết, rất là đẹp luôn. Sạc ốp lưng dán cân lực đầy đủ luôn nè. Rồi tiếp theo là dòng máy Redmi, đây là Redmi 8. Redmi 8 thì em có bản màu xanh lá nha anh chị, màu xanh lá. Con này màn hình của nó là màn hình LCD nha, 6.2 inch nè. Redmi 8, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, pin thì 5000mAh nha anh chị. Con này sở hữu chip Snapdragon là 439 nè. Hỗ trợ sạc nhanh ha. Đó, nó hỗ trợ sạc nhanh và pin rất là trâu nha anh chị, tới 5000mAh. Có vân tay đầy đủ nè. Giá 1 triệu 3 đi nha anh chị. Con em thanh lý còn có 1 triệu 3 thôi nha. Đó. Redmi 8 giá 1 triệu 3, đầy đủ phụ kiện nè. Con này em cũng tặng sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ nè. Giá 1 triệu 3 Redmi 8 ạ. Rồi tiếp theo là dòng máy Oppo F7. Đây em còn duy nhất một con Oppo F7 màu đỏ nha anh chị, màu đỏ. Con này RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Rồi con này thì em sẽ khởi động lại xíu nha. Rồi con này hiện tại hết pin cho nên em sẽ không giới thiệu nữa nha anh chị. Đó, nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu mua con này ấy, thì cứ vào Zalo ha, em sẽ test máy, gửi cái đoạn video test máy trực tiếp cho anh chị xem luôn nha. Oppo F7 này, giá là 1.250.000 ạ. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Rồi tiếp tục là dòng máy Vivo Y15. Vivo Y15 thì màu này là màu màu tím đen nha anh chị. Khúc dưới màu tím, ở trên nó đen dần ha, màu tím đen này. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Màn hình lớn nha anh chị, con này màn hình 6.3 inch. Pin 5000mAh này. Vivo 1901 hay còn gọi là Vivo Y15 ha, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này giá bán là 1 triệu rưỡi nè. 1 triệu rưỡi nha anh chị, cũng có đầy đủ phụ kiện cho anh chị mua về xài luôn ha. Không lỗi lầm gì hết nha anh chị, xài được 2 sim, vân tay ok hết nè. 3 camera và một đèn flash nha anh chị. Màu tím đen. Đó, hình thức tầm khoảng 95% ạ. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Realme SER 12. Realme SER 12 em còn một con thôi ha, còn một con bản màu xanh dương nè. Đó. Con này thì ưu điểm của nó là pin cực kỳ trâu nha anh chị, tới 6000mAh ha, 6000mAh. Cái dòng máy này em nhập về khá là nhiều nha anh chị, nhưng mà nhập lần nào thì bán cũng nhanh hết lắm luôn nha. Rồi con này em đó là giá bán cho anh chị là 1.450.000 ha. Còn một con duy nhất thôi, giá 1.450.000. RAM 3, bộ nhớ là 32GB ạ, pin 6000mAh. Con này sản xuất đời 2021 này. Realme SER 12 ha, Realme SER 12. Màn lớn 6.5 inch. Giá 1.450.000 nè. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Samsung. Đây là Samsung A21s nha anh chị, bản màu trắng này. Con này thì hình thức tầm khoảng trên 90% ha. Đó, RAM 6, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. RAM 6, bộ nhớ 64GB. Con này thì dòng pin của nó là 5000mAh ha. Màn sáng đẹp nha anh chị, tới 6.58 inch, khá là lớn luôn nè. Galaxy A21s. Phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị ơi. Con đem đỡ là giá bán là 1 triệu 9 nha. 1 triệu 9. Em tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dán cân lực đầy đủ nè. Samsung A21s bản màu trắng, giá bán là 1 triệu 9 nha. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Oppo Reno 5, bản màu bạc ánh kim nha anh chị. Máy zin keng luôn, rất là đẹp luôn. Con này tầm khoảng
trên 95% nha anh chị ơi, trên 95%. RAM 8 bộ nhớ là 128GB nè. Màn hình Super AMOLED sáng đẹp nha anh chị, không có bị đốm hay là bị ám phản quang gì hết ha. Đó, RAM 8 bộ nhớ 128GB và nó sở hữu chip Snapdragon là 720G nè. Phiên bản Android 13 chấm nha anh chị. Con này em để là giá bán là 3 triệu mốt nha, 3 triệu mốt cho Oppo Reno 5. Full chức năng tất cả nha anh chị, sạc 2 sim, hỗ trợ mạng 4G này, vân tay hiển thị dưới màn hình nha. Con này thì em sẽ hỗ trợ tặng cho anh chị sạc 33W nha anh chị. Giá bán chỉ có 3 triệu mốt thôi, Oppo Reno 5 này. Rồi tiếp tục nữa là dòng máy Poco. Đây là Poco X3 Pro nha anh chị, bản màu xanh dương. Con này tầm khoảng trên 95% ạ. Màn hình LCD 6.7 inch. Màn hình rất là lớn luôn nha anh chị ơi, 6.7 inch. Poco X3 Pro này. Cấu hình của nó thì RAM 6 cộng 2 nha anh chị, RAM 6 cộng 2 và bộ nhớ là 128GB. Con này nó sở hữu chip Snapdragon là chip ròng nha anh chị, 855 nha. 855 là con chip rất là mạnh luôn nha anh chị. Mua về xài chơi game rất là thoải mái, rất là mượt luôn ha. Đó. Giá bán cho anh chị mình là 2 triệu 7 nè. Poco X3 Pro nha anh chị ơi, giá bán 2 triệu 7. Con này em sẽ hỗ trợ tặng cho anh chị một cái miếng dán cường lực và bộ sạc nha. Sạc nhanh 33W nha anh chị. Rồi tiếp đến là dòng máy Samsung A50s này. Samsung A50s thì em còn bản màu này là màu xanh xám nha anh chị, màu xanh xám. Đó. Màn hình Super AMOLED này, 6.4 inch. Cầm cái máy nó mỏng nha anh chị. Đó, ngoại hình của nó rất là mỏng luôn, đẹp dễ thương luôn nha anh chị. Đó, RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Galaxy A50s này, máy zin full luôn nha. Con này thì pin của nó là 4000mAh, vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Giá bán là 1 triệu 8 này. Samsung A50s bên em bán giá 1 triệu 8 nha anh chị. Này là màu xanh xám ạ. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A95. Bản màu này là màu trắng nha anh chị. Trắng xám nha. Trắng xám, con này tầm khoảng 97-98% này. Màn hình Super AMOLED 6.43 inch. Oppo A95. RAM 8 bộ nhớ 128GB và con này sở hữu chip Snapdragon là 662 nha anh chị. Dòng pin trâu khỏe nha, trâu khỏe 5000mAh. Giá bán là 3 triệu chẵn nữa nha anh chị. Oppo A95 bên em thanh lý còn có 3 triệu chẵn thôi nha. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Huawei. Đây là tên thiết bị là Hinowa 9 Pro 5G nha anh chị. Bản màu đen này. Thì con này hình thức của nó là rất là mới đẹp nha anh chị. Cái mặt sau của nó còn người ta mới cái dán cái miếng, cái này là gọi là miếng chống trầy nha anh chị. Miếng chống trầy này, đó. Miếng keo chống trầy, anh chị muốn mới thì mình sẽ gỡ ra. Rất là đẹp luôn nha anh chị ơi. Màn hình của nó là màn hình cong. Đó, màn hình OLED nha anh chị. Màn hình OLED 6.7 inch. Rồi mình sẽ vào bên trong giới thiệu này. Tên thiết bị là Hinowa 9 Pro nha anh chị ơi, con này hỗ trợ mạng 5G. Cấu hình thì RAM 8, bộ nhớ là 256GB luôn nha anh chị, 256GB luôn, rất là cao luôn ha. Đó, màn hình cong rất là đẹp luôn. Đó, tần số quét của nó lên đến 120Hz nha anh chị, 120Hz. Cam trước cam sau rất là đẹp luôn, con này thì cái cam selfie quay của nó lên đến 4K nha anh chị. Cam sau này, đó, cam trước, cam sau gì rất là nét luôn. Hỗ trợ sạc nhanh ha, con này thì sạc 66W nha anh chị, pin của nó là 4300mAh. Giá bán là 4 triệu chẵn nè. Đó, Hinowa 9 Pro 5G giá bán là 4 triệu chẵn ạ. Rồi tiếp tục là dòng máy Samsung A42 5G. Con này nó có bản màu trắng nha anh chị ơi, màu trắng. Lưng có trời nha anh chị ơi, lưng trời theo năm tháng ha, mặt kính trước thì còn đẹp nè. Màn hình của nó là màn hình Super AMOLED 6.7 inch. Đây, tên thiết bị là Galaxy A42, hỗ trợ mạng 5G nha anh chị ơi. Phiên bản Android 12 chấm ha, RAM 8, bộ nhớ là 128GB và đặc biệt con này là pin của nó 5000mAh. Đó, nó hỗ trợ mạng 5G. Full chức năng ha, vân tay hiển thị dưới màn hình, giá bán là 2 triệu 7 nha anh chị. Oppo A42, mạng 5G ha, giá bán là 2 triệu 7 nè. Rồi tiếp nữa là dòng máy Realme 7i này. Realme 7i thì em còn một con bản màu này là màu xanh xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt.
Đó, trên 95%. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Pin thì 5000mAh, con này nó sở hữu chip Snapdragon là 662 nha anh chị, 662. Pin trâu, màn hình lớn nha. Con này giá bán là 2,5 triệu nè. Realme 7i nha anh chị ơi, Realme 7i. Bên em thanh lý là 2,5 triệu nè. 4 camera và một đèn flash nha anh chị, hỗ trợ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Redmi. Đây là Redmi Note 12 Pro 5G nha anh chị ơi. Đó, màu xanh ngọc nha. Màu xanh ngọc, con này nó mới sản xuất vào tháng 4 năm 2023. Nói chung thì nó còn bảo hành hãng nha anh chị ơi, còn bảo hành hãng. Đó, màn hình Super AMOLED 6.7 inch, màn rất là sáng này. Redmi Note 12 Pro 5G, nó có hỗ trợ mạng 5G ạ. Bản RAM 6+6 nha anh chị, RAM 6+6 và bộ nhớ của nó là 128GB nha. Đó, màn hình đẹp rất là sáng luôn, tần số bét của nó lên đến 120Hz nha anh chị. Và con này thì pin thì 5000mAh nha anh chị ơi, pin 5000mAh. Hỗ trợ sạc 67W này. Đó, cam trước cam sau gì cực kỳ nét luôn. Con này em thanh lý cho anh chị với giá là 3,7 triệu này. 3,7 triệu nha anh chị. Đó, có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Con này nó chạy chip Dimensity là 1080 nha anh chị, giá bán 3,7 triệu ạ. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Vivo Y20. Vivo Y20 thì em còn bản màu này là màu xanh ngọc nha. Không, con này là màu trắng, mà kiểu như trắng xanh đó nha anh chị, trắng xanh rất là đẹp luôn nè. Đó, óng ánh luôn ha. Màn hình của nó 6.5 inch. RAM 4 bộ nhớ là 64GB ạ. Pin thì 5000mAh nha anh chị ơi. Con em đỡ là giá bán 1,6 triệu nè. Full chức năng tất cả nha, giá 1,6 triệu. Có sạc, ốp và dán cương lực nè. Rồi tiếp theo là một cặp dòng máy Realme 5i. Đây, Realme 5i còn hai màu nha anh chị. Cái dòng này em về rất là nhiều hàng luôn, nhưng mà bán cũng rất là nhanh hết nha anh chị. Còn hai màu cuối cùng thôi, màu xanh dương và màu rêu này. RAM 4, bộ nhớ 128GB luôn nha anh chị. Đó, và con này nó sở hữu chip là chip Snapdragon 665 nha. Đó, 665 là cũng chip mà cũng khá là mạnh nha anh chị. Pin trâu 5000mAh. Đó, màn sáng đẹp nha anh chị. Con này em đỡ lại giá bán cho anh chị có 1,6 triệu thôi nha. Realme 5i này, full chức năng tất cả, xài 2 SIM nha anh chị. Có vân tay đầy đủ, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Chỉ có 1,6 triệu thôi nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Oppo A9 đời 2020. Này bản màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Đó, RAM 8 nha anh chị ơi. RAM 8 bộ nhớ là 128GB. Pin thì 5000mAh ha. Đó, pin trâu, màn hình lớn. Con này thì nó sở hữu chip Snapdragon 665 này. Full chức năng nha anh chị, vân tay đầy đủ hết. Giá bán là 2,1 triệu rồi nha anh chị. Giá thanh lý còn 2,1 triệu cho dòng máy Oppo A9 ạ. Rồi tiếp tục là Oppo A17. Oppo A17 em còn một con bản màu xanh ngọc này, hai camera rất là lớn nha anh chị. Đó, máy zin ken luôn, tầm khoảng trên 95% này. Con này sản xuất đời 2022 ạ. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị ơi, xài 2 SIM. Máy đẹp ken luôn ha, giá bán là 2 triệu chẵn này. Oppo A17 nha anh chị, giá 2 triệu chẵn. Rồi tiếp tục nữa là dòng máy Redmi 9. Redmi 9 thì em có bản màu đen nha anh chị. Màu này là màu đen đen xám, và một con nữa là màu tím xanh, nhưng mà tím xanh thì tạm thời nó hết pin nha anh chị, hết pin cho nên em sẽ không có giới thiệu bên trong được ha. Đó, em giới thiệu cái màu này trước đi. Màu đen xám nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ là 64GB này. Con này pin của nó là 5100 nha anh chị, 5100. Đó, pin trâu, màn hình lớn ha, RAM 4 bộ nhớ 64GB, hỗ trợ sạc nhanh, có vân tay đầy đủ nha anh chị. Giá bán 1,6 triệu này. Thanh lý còn 1,6 triệu nha anh chị. Đó. Sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ này. Rồi tiếp tục là dòng máy Oppo A15. Oppo A15 em còn một con nha, còn một con. Màn hình 6.5 inch, con này thì RAM 3. RAM 3 bộ nhớ là 32GB này. Đó. Dòng pin thì 4230mAh. Em đỡ là giá bán 1,5 triệu ạ. Oppo A15 nha anh chị, Oppo A15 giá 1,5 triệu nè. Rồi tiếp tục nha anh chị ơi. Tiếp tục là dòng máy Oppo Reno 6 Z 5G nè. Màu xanh nhạt nha anh chị, con này tầm khoảng 97-98% ha, zin ken nè. Đó, màn hình Super AMOLED 6.43 inch.
RAM 8 bộ nhớ 128 người nha, chị mua mấy cái dòng này xài rất là bền luôn này, đó full chức năng. Vân tay của nó thì nó thể hiện dưới màn hình nha anh chị ơi, rất là đẹp luôn, giá chỉ có 3 triệu tư thôi ha. Hỗ trợ mạng 5G nha anh chị, hỗ trợ mạng 5G, giá bán 3 triệu tư cho Oppo Reno 6Z 5G này. Rồi tiếp tục nữa là dòng máy Realme C30S. Realme C30S thì em có bảng màu xanh ngọc này. Màu xanh ngọc nha anh chị. Đó. Cái lưng của nó là lưng sọc nha, lưng sọc nhám này. Màn hình 6.5 inch. Bản 32GB ạ. À. Rồi mình sẽ vào bên trong giới thiệu này. Cài đặt đây ha. Đây, Realme C30S, bản 32GB, pin 5000 mAh nha anh chị. Con này sản xuất đời 2022. À, em để là giá bán là 1 triệu 3 này. Realme C30S giá 1 triệu 3. Cũng có đầy đủ phụ kiện ạ. À. Rồi tiếp tục là dòng máy Huawei. Đây là Huawei Nova 9T nha anh chị. Huawei không, Huawei Nova 5T ha, bản màu xanh này là xanh dương nè. Màu xanh dương nha anh chị. Đó, màn hình của nó là màn hình LCD 6.4 inch. Huawei Nova 5T. Cấu hình thì RAM 8 bộ nhớ 128GB. Đó, nó sở hữu chip Kingin là 980 nha anh chị. 980 thì cũng rất là cao mạnh rồi ha, mua về xài chơi game rất là ok luôn. Ba camera và một đèn flash nha anh chị. Con đem thanh lý lại với giá là 1 triệu 9 nha. Huawei Nova 5T giá 1 triệu 9. Đó, full chức năng tất cả. Có sạc ốp và dán cân lực này, vân tay nằm ở bên hông ạ. À. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy đây là Realme C11 đời 2020, em còn một con thôi. Còn một con duy nhất bản màu xanh rêu này. Rồi con này thì hiện tại hết pin rồi hay sao á. Rồi anh chị chờ em xíu, em khởi động lại thôi có được không nha. Chắc nó hết pin quá. Rồi con này hết pin thiệt rồi anh chị ạ. À. Realme C11 nha anh chị. Realme C11 con này em bán giá là 1 triệu 2 ha, bản 32GB. Pin thì 5000 mAh. Nếu mà anh chị có nhu cầu mua con này thì cứ vào Zalo em sẽ test máy trực tiếp cho anh chị xem nha. Đó. Rồi thì em sẽ kết thúc video ở đây ha. Thì anh chị cứ xem được con nào mà mình cảm thấy được hợp lý á thì mình cứ gọi điện trực tiếp cho em để chốt hàng ha, hoặc là anh chị cứ nhắn tin Zalo qua số điện thoại em có ghim sẵn trên màn hình nha anh chị. 0879182796 ha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú, hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.